Xin chào các bạn, đây là những ống thở dùng để tập luyện cho bài thi cấp bằng quốc tế người cá ở Mỹ level 1. Ở phần thi này là các em phải thở được bằng ống thở dưới nước này, kết hợp bơi người cá với thở bằng được cái ống này thì mới có thể cấp bằng cho mấy em được, hiểu không? Đó, tôi đã chuẩn bị sẵn mấy cái ống rồi, mấy em vô mà lụm ống nha. Ống thở sẽ được quăng xuống độ sâu 3 mét cho mấy em lấy. Ủa nhưng mà lấy xin lặn xuống 3 mét, lấy xin có gì vô mà vô lỗ tai? Bị ù lỗ tai á. Thì sao? Thì tập đi. Nếu lặn xuống nước bằng ống thở mà bị đau lỗ tai là do áp suất nước, thì bạn phải nuốt nước miếng hoặc bịt lỗ tai lại, thổi mạnh hơi ra hai bên, kêu cái bụp một cái. Làm đúng sẽ không sao. Có nhiều trường hợp các bạn bị đau tai mà vẫn để yên, rồi máu mũi, máu lỗ tai chảy ra, rất nguy hiểm. Nên nhớ học bơi người cá không phải là chuyện đùa, là kỹ năng bơi lội kết hợp với kỹ thuật lặn biển đẳng cấp. Và chỉ khi bạn trở thành master bơi lặn biển thế giới giống như Tiun thì mới được biết rõ hết tất cả vấn đề này. Và ai học được từ Tiun sẽ được Hiệp hội của Mỹ chứng nhận có bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải Tiun dạy các bạn chơi cho vui để kiếm tiền. Tiun biết bây giờ ở Việt Nam đã có nhiều người bắt chước Tiun nhận dạy bơi người cá mặc dù không có bằng cấp gì cả. Thì các bạn coi mấy cái video clip hướng dẫn của Tiun đó, có đi dạy thì dạy cho nó đúng theo bài bản như vậy. Mình dạy cho các em nhỏ thì phải đúng theo phương pháp và có kinh nghiệm, chứ không thôi sự cố xảy ra thì ai gánh vác cho nổi. Chắc chắn các bạn được Tiun dạy trở thành người cá, ngoài việc cùng thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật, thì phải giúp Tiun truyền dạy lại kỹ năng bơi lội người cá này đúng thật với những gì Tiun đã truyền cho các bạn, để mấy bạn người thường mới có thể trở thành người cá thật sự. Nếu sai phương pháp sẽ rất tai hại, đáng lẽ sẽ thành tiên cá nhưng bị dạy sai là trở thành quỷ cá luôn, khổ đời luôn. Hiểu rồi đúng không? Cố gắng tập thở nước bằng cái ống thở này đúng nha mấy đệ tử của Tiun. Thở nước đúng bằng ống thở không chỉ giúp phổi của mấy em to hơn đâu, mà còn có thể loại bỏ được các độc tố dưới dạng khí trong thân của các em nữa. Các khí ô nhiễm môi trường mà các em hít vào đó, thở đúng cách, nó đẩy ra hết luôn. Để không bao giờ còn bệnh tật giống như Tiun vậy đó. Làm người thường họ sẽ bị chết vì bệnh, nhưng làm người cá sẽ được chết tự nhiên, hoặc là hy sinh. Còn thành tiên cá thì sống lâu hơn nữa, thiên thu bất diệt, tái sinh với nhiều dạng hình thức. Cái đẳng cấp đó Tiun chưa có tới, nhưng mà Tiun biết, Tiun muốn chỉ cho các em làm được như vậy. Hít hơi vô, thổi mạnh ra. Hít hơi vô, đếm 1, 2, 3 rồi thổi mạnh ra. Đúng rồi, bạn ấy thổi hơi vô trong mặt Tiun luôn nè. Đó, đúng rồi đó. Cái hơi mạnh như vậy đó là đúng đó. Rồi, bây giờ hít hơi vào, 1, 2, 3, thổi mạnh ra. Rồi hít hơi vào tiếp. Phương Anh ơi, em quên thổi mạnh ra đó. Anh thấy cái hơi của em thổi ra nó xì, nó nhẹ quá. Thổi giống như thổi nến đèn cầy á em. Hít hơi vào rồi mình thổi mạnh không? Rồi xong rồi mình hít hơi vô tiếp ha. Làm lại nha. Hít hơi vô, nín thở đếm 1, 2, 3, thở mạnh ra. Rồi đúng rồi, hít hơi vào tiếp. Rồi đúng rồi đó em ơi. Ở cái phần này là em làm đúng rồi. Bây giờ em cũng hít hơi vào, sau đó mà em dịnh vô cái thành này nè, mà em chìm xuống cho cái ống nó chìm xuống. Em đếm 1, 2, 3 đúng không? Rồi em nổi lên lại, rồi em thổi mạnh ra, rồi em hít hơi vào tiếp, đúng không? Thì này là em làm cho cái ống thở em nó chìm xuống nước luôn. Thì em hít hơi vào rồi em chìm xuống, em đếm 1, 2, 3 rồi em nổi lên, em thổi mạnh hơi ra, rồi em hít hơi vào tiếp ha. Làm gì cho nó quen thử đi nè, dịnh vô cái thành này nè, thổi mạnh. Nhớ nha, phải thổi như thổi nến đèn cầy mới được. Chưa chìm xuống. À nhớ nha, thêm một lần nữa là thở bằng lỗ mũi hít. À, nhưng nhớ đặc biệt là mình không sử dụng tới cái lỗ mũi, tại cái này mình làm bằng cái miệng hết. Rồi bắt đầu vô nè.
Đúng rồi đó, 1, 2, 3, thở mạnh ra. Thở nước mạnh ra. Hết hơi rồi hả? Còn nếu khi em đã quen rồi á, mà em không chìm á, thì em thổi hơi ra bằng cái ống này để cho bong bóng nó đi ra là em cũng chìm nữa. Chứ cái bài này là mình không sử dụng tới cái lỗ mũi. Bí bách quá mình mới sử dụng lỗ mũi để mình xả hơi ra mình để chìm thôi, chứ mình phải thổi hơi ra để cho nó chìm. Rồi, 1, 2, 3. Chưa, em chưa xuống, cái ống của em nó chưa xuống. Rồi, hít hơi vào thật sâu đi. Hít hơi vào thật sâu. Rồi. Rồi, nổi lên. 1, 2, 3, thở mạnh hơi ra. Rồi, hít hơi vào tiếp. Rồi. Hít hơi vào thật sâu, thở mạnh hơi ra. Rồi, đúng rồi. Hít hơi vào tiếp. Không cần phải ngẩng mặt lên khỏi mặt nước nha. Cái mặt em úp dưới nước được rồi, em làm dưới nước. Đúng rồi đó. Đúng rồi. 1, 2, 3, khỏi mạnh ra. Đúng rồi, xuống nữa đi. Có nước vô miệng đúng không? Dạ. Nước vô miệng rồi nước vô mũi nữa. Do cái em không khỏi mạnh ra đó. Với em hít hơi chưa có đủ sâu. Hít vô sâu thì em mới có đủ sức để hồi em thổi hơi ra. 1, 2, 3 là thổi hơi ra rồi. Hít vào sâu rồi, lặn xuống. 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Đúng rồi. Chưa có chìm xuống nữa nè. Chưa có chìm xuống, cái ống này chưa có chìm xuống. Đúng rồi đó. 1, 2, 3. Bị uống nước nữa rồi. Nước vô miệng nữa đúng không? Dạ. Em hít thở bình thường trên bờ bằng cái ống này đi. Khỏi xuống, khoan xuống nước. Hít vô một hơi thật sâu. Hít vô thật sâu. Hít vô rồi đúng rồi. 1, 2, 3, thổi mạnh ra. Cái thổi mạnh của em giống như là em đang thở ra quá nhẹ, em phải thôi. Thổi giống như thổi bụi hay thổi con kiến vậy đó. Hay là thổi nến đèn cầy vậy đó, làm mạnh như vậy mới được. Rồi. Hôm nay là bữa học gần cuối rồi để cấp bằng người cá quốc tế level 1 thì mấy em phải thở được bằng cái ống thở này dưới nước. Thì bây giờ mấy em phải tập làm quen bằng cái ống thở này thôi. Hít hơi vô. Rồi đếm 1, 2, 3, thổi mạnh ra. Rồi hít hơi vô tiếp. Bây giờ. Đúng rồi, tập cẩn thận. Đúng rồi. Rồi bạn này lặn sâu quá nè. Rồi coi chừng có bị uống nước không. Thôi thổi mạnh ra. Thổi ra. Đếm 1, 2, 3 là thổi. Nâng lên rồi thổi ra liền. Chứ đừng ở dưới lâu quá, hiểu không? Ở dưới lâu quá là hồi không có đủ hơi để thổi ra. Mấy em hiểu rõ không? Rồi. Làm lại nha. Kiểm tra từng em nha. Rồi coi bạn My làm trước đi. Hít hơi vô nè. Rồi lặn xuống. Rồi lặn xuống nè. 1, 2, 3 nè. Nâng lên nè. 1, 2, 3 lên nè. Rồi thổi mạnh ra. Đó. Hơi thở của bạn My còn hơi yếu á. Thổi mạnh ra rồi hít hơi vô lại tiếp. Ai mà muốn làm ca sĩ mà luyện cái hít thở kiểu này chắc hát banh lòng chợ luôn á. Khoái cười liền. Tiếp theo tới bạn Kim nha. Hít hơi vô. Rồi nổi lên. Thổi mạnh ra. 1, 2, 3. Rồi. Thổi ra. Thổi ra. Ủa sao không thấy thổi nước ra hay vậy ta? Rồi, nãy giờ Kim uống nước hả? Chứ sao không thấy nước nó thổi lên? Nước đâu ra hết rồi? Em không biết nữa nhưng mà em không hiểu. Ôi bạn này là siêu nhân đó các bạn ơi. Bạn này giống như là cá luôn rồi bạn. Rồi bây giờ tới bạn Lexin nè, làm cho đúng nè. Rồi bạn Lexin văng nước vô con mắt tiêu luôn. Đó
phải thổi nước cỡ bạn Lexin mới được đó, mạnh lắm nha. Bởi vậy cái giọng ca như Elvira luôn. Rồi bắt đầu thổi ra, rồi đúng rồi, chìm xuống nè, đếm 1, 2, 3 nổi lên nè, thổi mạnh ra rồi hít hơi vào nè, đó đúng rồi, làm đúng như bạn Lexin, em hiểu rồi đúng không, cố gắng đi. Đúng rồi, chìm xuống, đếm 1, 2, 3 nổi lên nè, thổi mạnh ra nè. Đúng rồi, bạn này đã làm đúng rồi, bạn Như Quỳnh hay quá. Yeah, được một lần, high five. Rồi, tới phiên bạn Ngọc Anh đi. Bạn Ngọc Anh, cái ống của bạn Ngọc Anh đâu? Không thở đâu. Rồi, vậy thôi để bạn này làm trước. Rồi, rồi hít hơi vô, ngậm vô, đúng rồi. Bạn Phương Anh nè. Rồi đúng rồi, 1, 2, 3 thổi hơi ra, hít hơi vào tiếp. Đúng rồi, bạn Phương Anh cũng đúng rồi. Mà bạn Phương Anh dám chìm xuống luôn không? Chìm xuống đi, hít hơi vô rồi chìm xuống, để cho cái ống này nó ngập vô trong nước. Rồi mình đếm 1, 2, 3 mình nổi lên, mình thổi ra. Mình cứ nhớ đếm 1, 2, 3 là mình phải thổi ra là được. Mấy em đừng có mà giữ lâu quá không còn đủ sức để thổi ra nữa là hồi mình bị uống nước, hiểu không? Rồi, em làm thử luôn đi cho giống mấy bạn. Lặn xuống. Rồi, thổi ra, 1, 2, 3, thổi ra đi, thổi. Đeo mắt kính vô đi thư kỳ. Cài cái này vô phía bên phía tay trái. Bữa nay là bé thư kỳ sẽ tập thở bằng ống nước đó các bạn ơi. Bài đây là một cái bài tập rất là quan trọng trong cái phần thi người cá lấy bằng quốc tế ở Mỹ. Đây gọi là snorkel, là cái ống thở dưới nước. Em đeo ở phía trên này mà. Móc ở đây nè, móc vô trong cái khe này. Thở bằng cái ống này sẽ giúp mở rộng thể tích phổi của bé, giúp cho bé có thể nín thở lâu hơn. 3 phút ở dưới nước giống như rây cá, giúp cho bé có một hơi thở rất là dày, giúp cho bé có thể hát hay giống như nàng tiên cá thật sự. Nên thở bằng cái ống nhiều rất tốt. Em bị lúng túng quá vậy ta. Lại đây, xích lại đây. Đây. Rồi, đeo mắt kính vô chỗ như vậy. Chắc chưa? Dạ. Chắc chưa? Rồi ống thở. Ống thở nha. Rồi quay cái miệng thở qua. Rồi quay cái ống này qua. Đó, ngậm vô cho Tiun. Rồi nhe răng ra cho Tiun coi. Đúng rồi, cái ống là cái miếng đệm cao su nằm ngoài cái răng, còn hai cái gờ bên ống thở là ngậm vô cái hàm răng, hiểu không? Khi mà hít hơi vô thì giữ cái môi của mình ngậm vô cái miếng nhựa này để nó không có bị thoát hơi ra. Rồi hít hơi vô bằng miệng. Hít hơi thật sâu vô bằng miệng. Rồi nín thở lại, đếm 1, 2, 3. Thổi mạnh hơi ra cái ống này cho Tiun. Đúng rồi, hít hơi vô tiếp. Rồi đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Bé Thư Kỳ nhớ nha, mình thở bằng cái ống thở là mình hít hơi vào rồi mình thổi hơi ra, chứ không phải là mình thở hơi ra, đúng không? Cái kỹ thuật dùng ống này là tất cả dùng bằng miệng chứ không dùng bằng lỗ mũi. Thí dụ em mà muốn chìm xuống nước thì em cũng thổi nhẹ hơi ra bằng cái ống này để cho người em dễ chìm xuống, đúng không? Rồi thổi ra bằng... Rồi bắt đầu chìm xuống nha. Đếm 1, 2, 3 nổi lên, thổi mạnh hơi ra rồi hít hơi vào tiếp nha. Rồi hít hơi vào bằng miệng. Hít mạnh vô rồi chìm xuống, đếm 1, 2, 3 thổi mạnh hơi ra. Em mới vừa thở bằng lỗ mũi đúng không? Không được dùng lỗ mũi. Nếu mà dùng lỗ mũi thổi hơi ra, hồi em lên bờ em hết hơi, em sẽ không đủ sức để thổi hơi ra khỏi cái ống nữa. Là nếu mà nó còn nước dính trong cái ống là em sẽ bị uống nước. Em hiểu rồi đúng không? Rồi em tập cho Tiun nha. Đó, em làm đúng như vậy cái người em nổi lên rất đẹp luôn nè. Các bạn xem bạn Thư Kỳ làm mà bắt chước nha. Các bạn xem nha. Đó, Thư Kỳ làm rất là giỏi, rất là đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Không có cần phải ngẩng mặt lên. Giúp. Đúng rồi, đúng rồi. Thở nước nhìn dưới nước như vậy đó. Mình mà đi bơi lặn ngoài biển, mình ngắm san hô, mình cũng đeo ống thở mình nhìn xuống nước như vậy đó em ơi.
Đúng rồi đó, giỏi lắm, tiếp tục nha. Nổi người rất là cân đối. Đúng rồi, Thư Kỳ rất là tốt. Bạn Thư Kỳ làm đúng rồi. Lắc đuôi đếm 1, 2, 3 để nước đẩy đi, thổi mạnh hơi ra. Ngậm miệng vào ống thở thật kín để nước không chảy vào miệng. Hít hơi thật sâu vào rồi lắc đuôi đếm 1, 2, 3. Tiếp tục như vậy là đúng bài dùng ống thở luôn. Bơi người cá phải nhẹ nhàng giống như bơi người nhái vậy đó. Nhưng mà đỉnh cao hơn nữa, vì mình không dùng bình oxy để thở nên tập bơi người cá dùng ống thở cấp 1 này, các bạn sẽ bắt đầu thấy quý trọng hai lá phổi của mình. Các bạn thấy được giá trị sống trong từng hơi thở của mình. Nó giúp cho tâm của mình phát triển tình yêu dành cho thiên nhiên. Nên phải học bơi đúng với phương pháp của Tayun. Mấy bạn sẽ thấy được mình càng ngày càng có nhiều sức khỏe và trí tuệ. Và đây cũng chỉ mới là bắt đầu level 1 thôi. Còn 4 cái level nữa đang chờ mấy em để trở thành người cá VIP của thế giới. Ráng đi nha, sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật, giải cứu thế giới khỏi ô nhiễm môi trường đang trông chờ vào các em đó.